một dòng tay côn siêu bền, tiết kiệm xăng, mức giá thành lại cực kỳ hợp lý luôn và rẻ nhất trong phân khúc 150 xe tay côn nha. Đó là dòng Honda WinX. WinX thì hiện tại mức giá cực kỳ ổn định và trông thấy là các bạn nếu mà muốn mua xe thì mua trong thời điểm này là hợp lý nha. Hiện tại thì giá của WinX bên cửa hàng em Trôm đang xuất bán cho mọi người với mức giá là chỉ từ 35 triệu đồng thôi nha. 35 triệu mua góp không cần trả trước và cầm theo căn cước công dân tới cửa hàng gặp em Trôm. Alo qua số điện thoại 0325 333 789 sẽ được hỗ trợ chi phí xăng xe nha. Rồi, hiện tại thì trong video này thì em Trôm sẽ đề cập tới hai màu. Đó là màu zin nguyên bản của nhà máy, mà một màu là màu đỏ bóng này và một màu là màu đỏ đen. Hai màu này thì cực kỳ dễ phối đồ cho các anh chị luôn. Các anh chị đi tiệc hay là đi chơi, đi phượt này kia, mình chọn hai cái màu xe này thì quần áo không phải nghĩ, mặc màu gì cũng hợp. Cửa hàng em thì nằm trên đường quốc lộ 13 Mỹ Phước 2, Bến Cát, Bình Dương. Mua xe thì các bạn có thể tới trực tiếp địa chỉ cửa hàng, hoặc là các bạn cần ship xe này thì cửa hàng em có nhận ship luôn nhá. Chỉ cần cọc cho em Trôm là một vài triệu gì đấy này, em sẽ ship xe tới tận nơi cho mọi người nhá. Đây, các bạn có thể tham khảo qua cái dòng xe này nhá. Hiện tại hai phiên bản mà em Trôm quay cho mọi người xem, đây là phiên bản V3 đời mới nhất của chiếc WinX nha. Với cái thiết kế được tích hợp xi nhan ở phía trước phần đầu nhá, thì nó sẽ cảm giác cho em xe nó thon gọn hơn. Một vài chi tiết ở phía sau thì không có gì thay đổi. Và quan trọng nhất là em xe này được thiết kế chìa khóa thông minh. Đây, chìa khóa thông minh này, an toàn cho mọi người khi mọi người sử dụng luôn nhá. Bình xăng xe côn thì luôn luôn ở phía trong cốp rồi, không có những cái gì khác lạ. Ngoài hai cái màu này ra thì màu zin của em nó sẽ còn màu trắng bóng này, rồi cao cấp hơn sẽ có màu đỏ nhám, bạc nhám, đen nhám, rồi màu HRC bản thể thao, đỏ xanh trắng. Ngoài ra thì cửa hàng còn sơn lên rất chi là nhiều màu theo từng phiên bản luôn. Nếu như các bạn quan tâm thì nhắn qua Zalo em Trôm sẽ gửi bảng màu qua cho mọi người tham khảo nha. Và cửa hàng em thì có nhận thu xe cũ và đổi qua xe mới cho bạn. Nếu như có những em xe cũ mà không cần dùng tới này thì mang tới cửa hàng em Trôm thu lại với giá cao và sẽ đổi qua những cái chiếc xe mới cho mọi người nha. Em xe Honda WinX nếu như các bạn chạy đường dài thì em Trôm thấy là nó cực kỳ khỏe luôn. Và các bạn chạy một thời gian thì các bạn sẽ cảm nhận được cái độ vận hành của em xe này là cực kỳ êm ái nha. Nhưng mà có một điểm ở em xe này đã được thay đổi rồi, đó là phần bô của em xe này, cái ống bô ấy các bạn, nó đã được cụp xuống rồi, không còn chống ngược lên vào mặt của những cái người đi đằng sau các bạn nữa. Nên là điểm cộng cho em xe này ở phần đấy nha. Nếu như các bạn mua xe thì alo trực tiếp qua số điện thoại của em Trôm 0325 333 789. Em Trôm sẽ gửi tặng các bạn phần quà nón bảo hiểm này, áo mưa nhớt kèm theo tiền xăng xe và tặng thêm cho các bạn những cái phụ kiện ví dụ như là ba ga nhá. Rồi, hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Xin chào.